Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tôi Là Người Củ Chi. Hôm nay mình xin được giới thiệu cho các bạn là một con cái xin chữa nha các bạn, chữa kem pháp. Đó, mẫu bò này cũng đẹp nha các bạn, chân móng đều hoàn thiện hết các bạn, và một con cái siêu mỏ đen. Hai con da, hai con bò này giá cũng cực kỳ im nha các bạn, cực kỳ im. Đây, đỏ ao bò hả nha các bạn, đỏ ao các bạn ơi, đòn dài qua đen nè, đuôi dài nè các bạn, chùm lông đuôi như cây chổi luôn các bạn, thấy không, sát đất luôn các bạn. Bò đỏ ao, bò hiền cực kỳ, xe lưng xe mặt là nghiêm chỉnh các bạn. Bò này hai lứa các bạn, hai ngắn sừng đó, rủng nè, mới tích con các bạn, bốn vú đều, chữa 3 tháng kem pháp các bạn, bao chữa bao khám, chân móng hoàn thiện nè, chân móng chân trước chân sau hoàn thiện hẳn băng các bạn ơi. Giá 26 triệu các bạn, giá 26 triệu. Đó, anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò mình, comment dưới màn hình video các bạn. Cái xin chữa 3 tháng, chữa kem pháp, giá 26 triệu, đang làm chữa lứa nhì, chân móng hoàn thiện, đuôi dài phết đất, lưng thẳng, đòn dài, rúng yếm nghiêm chỉnh, chân móng sò hoàn thiện hết các bạn. Giá 26 triệu các bạn, lứa nhì. Đó, sừng hai ngắn sừng luôn nè các bạn, thấy không? Đây là cái siêu mỏ đen nè các bạn, cái siêu mỏ đen. Đó, cái này sẽ tích nghiêm chỉnh các bạn, lưng một lưng luôn các bạn, thấy không? Đó, lưng một lưng, chân móng hoàn thiện. Cái siêu mỏ đen này thì chủ báo giá là 20.500.000 các bạn, 20.500.000. Chân móng đều hoàn thiện hết, rúng yếm đều nghiêm chỉnh hết các bạn. Đó, đó cái đít thì các bạn thấy không? Qua chà bá luôn các bạn, thấy không? Chứ qua chà bá rúng yếm đều nghiêm chỉnh hết các bạn, rúng yếm đều nghiêm chỉnh hết. Giá 20.500.000 các bạn, chân móng sò hoàn thiện hết các bạn. Đó, anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò mình, comment dưới màn hình video các bạn. Quà lớn. Đó, cái mẫu siêu mẫu đen này, mẫu này cũng mát sữa các bạn. Đó, cái dài vú nè các bạn, nên chút mình sẽ quay kỹ cái dài vú hết hết biết luôn các bạn. Giá 20.500.000 các bạn, 20.500.000. Đó, lưng một lưng sải tích đều nghiêm chỉnh hết, lưng một lưng các bạn, giá 20.500.000 các bạn. Đó, anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò mình, comment dưới màn hình các bạn. Cao 1m15 bò nè các bạn, cao 1m15 bò, cái siêu mỏ đen, giá 20.500.000, cao 1m15 bò các bạn, sải tích nghiêm chỉnh luôn các bạn, chân móng đều hoàn thiện. Giá 20.500.000 các bạn, 20.500.000. Đó. Đó các bạn thấy không? Sải tích đồ nghiêm chỉnh hết. Chân móng đều hoàn thiện hết, cái lưng bằng nghiến luôn các bạn, rúng dài luôn nè các bạn thấy không? Đó, rúng dài cái dài vú nè các bạn thấy không? Bốn vú đều, dài vú hết biết luôn các bạn. Chân móng đều hoàn thiện hết các bạn. Siêu mô đen tơ, giá 20.500.000, cao 1m15 bò. Còn đây cái xin nè các bạn. Cái xin này cao cực kỳ cao luôn các bạn. Đây. Đó, cái xin này cao tầm 1m28 bò nè các bạn. Đây, nhai xe lưng cao 1m28 bò. Chữa 3 tháng rưỡi kem pháp, chữa 3 tháng rưỡi kem pháp các bạn. Cao 1m28 bò, chữa 3 tháng rưỡi kem pháp, đang làm chữa lưới nhì, giá 26 triệu các bạn, giá cực kỳ êm luôn các bạn. 26 triệu. Chân móng là kiền khú hết các bạn, đỏ ao các bạn ơi. Đỏ ao à. Bốn vú đều nè. Chữa 3 tháng rưỡi kem pháp, bao chữa bao khám các bạn. Đó, bò này bò hả các bạn. Đó, giá cực kỳ êm, mẫu bò cực kỳ đẹp luôn các bạn. Đó, đang làm chữa lứa nhì luôn các bạn, đang làm chữa lứa nhì luôn. 26 triệu các bạn, 26 triệu. Đó, đuôi dài phết đất luôn các bạn, không bốn chân nè, chân trước chân sau móng sò kiền khú hết các bạn. Sái tích đường nghiêm chỉnh, bò này nó hiền cực kỳ hiền luôn các bạn, bò này nó cực kỳ hiền luôn. Giá 26 triệu các bạn, chữa 3 tháng rưỡi kem pháp, đang chữa lứa nhì, cao 1m28 bò. Giá 26 triệu các bạn, giá 26 triệu. Đó, và bây giờ mình xin được kết thúc video tại đây các bạn, và xin được báo giá lại là cái xin cho các bạn là chủ báo giá là 26 triệu, chữa kem pháp 3 tháng rưỡi, cao 1m28 bò, quyền bò hết nha các bạn.